Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Mỹ sắp trừng phạt các công ty cung cấp công nghệ cho quân đội Nga. Tờ Wall Street Journal ngày 25 tháng 3 dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Biden đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số lượng lớn công ty Nga mà họ cho là cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho quân đội và các cơ quan tình báo của Nga. Theo nguồn tin trên, Bộ Tài chính Mỹ có thể công bố lệnh trừng phạt sớm nhất vào tuần tới. Các công ty bị nhắm mục tiêu có thể bao gồm Sagnia Engineering, Seto, AONII Vector, công ty cổ phần Micron, T-Platform và iGrid. Biện pháp trừng phạt sẽ gây ảnh hưởng lớn tới những công ty này, nhưng sẽ không cấm tất cả các giao dịch kinh doanh của họ. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Nga đã phải hứng chịu những lệnh trừng phạt nghiêm khắc nhất trong lịch sử và nước này sẽ còn phải hứng chịu nhiều hơn nữa. Mỹ và các đồng minh ngày 24 tháng 3 đã gia tăng áp lực trừng phạt đối với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine. Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với hàng chục công ty quốc phòng Nga, hàng trăm thành viên quốc hội và giám đốc điều hành nhiều ngân hàng lớn ở nước này. Hồi tháng 2 vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố nêu rõ nước này sẽ đáp trả mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Bộ này nhấn mạnh rằng áp lực trừng phạt không thể gây ảnh hưởng đến quyết tâm của Nga trong việc kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình. Nhà Trắng vội lên tiếng về khả năng Mỹ đưa quân đến Ukraine sau phát biểu mới của Tổng thống Biden. Mới đây, Nhà Trắng đã lên tiếng khẳng định Mỹ sẽ không triển khai quân đội tới Ukraine trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga diễn ra trên nhiều mặt trận ở đất nước Đông Âu. Lập trường được đưa ra sau phát ngôn của Tổng thống Biden trước binh lính Mỹ ở Ba Lan, Fox News đưa tin. Khi phát biểu trước các quân nhân Mỹ ở Ba Lan, ông Biden đã đề cập tới cách mà những người dân Ukraine bình thường tiến lên. Các bạn sẽ thấy khi các bạn tới đó, một vài trong số các bạn đã tới đó. Các bạn sẽ thấy phụ nữ thanh niên đứng lên, đứng trước xe tăng và nói, tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ bám trụ ở đây. Họ rất tuyệt vời, nhưng họ đã nhận được cuộc cảm hứng từ chúng ta. Lời nói này của ông Putin đã được Fox News nhận định rằng có vẻ nêu ra quan điểm khác so với lập trường trước đó. Ngay từ trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự và trong suốt quá trình diễn ra sự kiện tại Ukraine, ông Biden vẫn nhấn mạnh quân Mỹ sẽ không can dự vào cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine. Khi được hỏi về khả năng này, sau phát biểu nêu trên của ông Biden, Nhà Trắng tiếp tục khẳng định giữ vững lập trường. Tổng thống nói rõ rằng chúng tôi sẽ không đưa quân Mỹ tới Ukraine và không có gì thay đổi về lập trường ấy, một phát ngôn viên Nhà Trắng nói với tờ Fox News. Tính đến ngày 17 tháng 3, có 100.000 binh lính Mỹ tại châu Âu để củng cố năng lực phòng thủ của NATO, tăng 20.000 quân so với hồi tháng 1. Fox News dẫn nguồn quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vẫn đang cân nhắc khả năng triển khai thêm quân Mỹ tới sườn phía đông NATO trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga vẫn tiếp diễn. Thưa quý vị, Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên lần thứ tư đã được tổ chức vào hôm nay tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Cơ sở 2 Vĩnh Phúc. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, muốn có khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì phải có giáo dục đổi mới sáng tạo. Ngày hội khởi nghiệp học sinh sinh viên là sự kiện được tổ chức hàng năm với mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của học sinh sinh viên, tăng cường các kết nối, xúc tiến đầu tư đối với các dự án khởi nghiệp có tính khả thi cao. Đây là hoạt động trong đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025. Phát biểu tại ngày hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá Việt Nam có xuất phát điểm chậm hơn về khởi nghiệp so với các nước khác. Hệ sinh thái khởi nghiệp vẫn còn đang khoảng cách nhiều so với thế giới. Để rút ngắn khoảng cách này, giáo dục cần phải góp phần tạo nên con người đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đối diện với những rủi ro vì lợi ích chung. Quan điểm chất lượng rủi ro và vốn đầu tư cho khởi nghiệp còn hạn chế. Số lượng, chất lượng các dự án, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng. Tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo chưa lan tỏa mạnh mẽ đến tất cả các cấp, các ngành, người dân, ngay cả trong thế hệ trẻ. Thì phải nói là chúng ta cũng còn nhiều hạn chế về vấn đề này. Sự gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với đổi mới sáng tạo khởi nghiệp còn hạn chế, còn có khoảng cách và còn có rời rạc. Còn có chia cắt, còn có manh mún. Giáo dục đào tạo còn nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành, chưa quan tâm đúng mức đến kỹ năng, sáng tạo, khát vọng, tầm nhìn, chưa chú trọng phát huy năng lực đặc thù của từng học sinh, sinh viên và của từng vùng miền khác nhau. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định thời gian tới, ngành sẽ thực hiện thật tốt việc trang bị kiến thức để học sinh có được nền tảng căn bản cho khởi nghiệp, cùng với việc bồi đắp ý chí và khát vọng cho sinh viên. Tạo môi trường lành mạnh bồi dưỡng các ý tưởng khởi nghiệp, kích thích khát vọng lập nghiệp cho thế hệ trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z, vốn sẽ là trụ cột của nền kinh tế trong tương lai gần, cũng chính là câu chuyện của Chuyện trong ngày hôm nay, sẽ lên sóng trực tiếp vào lúc 19 giờ.
Chúng tôi sẽ cùng trao đổi chủ đề này cùng với khách mời tại trường quay. Mời quý vị chú ý đón xem. Chuyển sang một thông tin khác. Kể từ ngày hôm nay, 26 tháng 3 hàng năm sẽ là ngày chuyển đổi số của tỉnh Hải Dương. Thông điệp trên được đưa ra tại chuỗi sự kiện ngày chuyển đổi số được địa phương này tổ chức với quyết tâm thực hiện chiến lược phát triển, tăng trưởng xanh, chuyển đổi số. Theo Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, lựa chọn ngày 26 tháng 3 là ngày chuyển đổi số chính là sự thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị tỉnh Hải Dương về chuyển đổi số. Đây còn là ngày hội của người dân, doanh nghiệp và tuổi trẻ nhằm thúc đẩy sáng tạo và đổi mới, hướng mục tiêu mỗi người dân sẽ là một công dân số. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 17 thì đã quyết định cái chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh xuyên suốt đến năm 2050 là tăng trưởng xanh và chuyển đổi số. Và chúng tôi đã quyết định ngay sau đại hội thì ban hành nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi số. Nghị quyết này ấy, nhằm tận dụng cái cơ hội mà chuyển đổi số mang lại và đưa chuyển đổi số là cái động lực để thúc đẩy ba cái trụ cột về chính quyền số. Nhân ngày chuyển đổi số của tỉnh Hải Dương thì tôi cũng rất là vui mừng và phấn khởi khi thấy Hải Dương đã bước đầu kể về câu chuyện thành công của chính mình trong một năm qua. Chuyển đổi số thì không phải là một nhiệm vụ mới hay không phải là thêm một vấn đề mới cho chúng ta, mà chuyển đổi số là thêm một công cụ mới, thêm một phương thức phát triển mới để giải quyết các nhiệm vụ, các vấn đề đặt ra. Tại chuỗi sự kiện ngày chuyển đổi số 26 tháng 3 năm 2022, Hải Dương đã ra mắt trung tâm giám sát, điều hành thông minh IOC, ứng dụng Smart Hải Dương và website về chuyển đổi số của tỉnh. Tại trung tâm IOC, các biểu đồ trực quan sẽ được hiển thị 24/7, các hình ảnh từ hệ thống camera giám sát CCTV trên toàn tỉnh sẽ được kết nối về bộ máy đầu não, kết hợp với nền tảng bản đồ số và thông qua cơ sở dữ liệu dùng chung, hỗ trợ lãnh đạo tỉnh nắm bắt tình hình của tỉnh 24/24. Ứng dụng dành cho người dân Smart Hải Dương được tích hợp cơ sở dữ liệu, cung cấp đầy đủ các dịch vụ tiện ích dành cho người dân. Ngày mai, gần 85.000 thí sinh tại các tỉnh phía Nam và miền Trung sẽ bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Dù chịu tác động bởi dịch bệnh COVID-19, nhưng đợt này, kỳ thi ghi nhận số thí sinh đăng ký dự thi cao kỷ lục. Sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì đây là kỳ thi nhận được sự quan tâm nhất của các thí sinh để giành tấm vé vào đại học. Là một trong 32 điểm thi tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nông Lâm hiện đã sẵn sàng để đón thí sinh và phụ huynh tham gia thi năng lực lần này. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, trường đã huy động hàng trăm cán bộ giảng viên và sinh viên tình nguyện tham gia công tác coi thi cũng như hướng dẫn thí sinh từ bên ngoài. Các yêu cầu về y tế đã được quán triệt nghiêm túc. Thì các cái khâu mà kiểm duyệt về cái y tế thì nhà trường cũng có cái sự phối hợp với bên cơ quan y tế, rồi huy động các lực lượng và các cái biện pháp để mà từ cái khử khuẩn cho đến đo nhiệt độ và chuẩn bị một cái số lượng khẩu trang, cùng để có thể những trường hợp các em mà quên thì nhà trường cũng có cái hỗ trợ miễn phí cho các em. Tháng 9 năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phải thông báo hủy tổ chức đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực. Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, lần này trường đã điều chỉnh một lượng chỉ tiêu nhất định cho những thí sinh được đặt cách tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm nay, dù tình hình dịch vẫn còn phức tạp nhưng để thích ứng an toàn và chủ động, kỳ thi vẫn sẽ được tổ chức. Đáng nói là ngày càng có nhiều trường sử dụng kết quả này là một trong các phương án chính để tuyển sinh. Năm nay nhà trường cũng có một cái điểm đổi mới, đó là lấy kết quả của kỳ thi năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Như mọi năm thì chúng ta có thể chủ động trong cái việc đó là dựa trên kết quả phổ thông trung học. Tuy nhiên năm nay thì chúng ta chưa biết chắc chắn một cái điều gì hết, và cái kỳ thi này thì cái cơ hội để phải mở rộng ra cho các em. Các em có thể có cơ hội để chúng ta có thể có nhiều cái cơ hội lựa chọn hơn cho khi mà xét tuyển vào trường đại học. Dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng đề thi đánh giá năng lực lần này được đánh giá vẫn giữ ổn định như các năm. Độ phân hóa cũng không vì thế mà giảm đi. Ban tổ chức lý giải, mục đích cuối cùng của một bài thi năng lực là chọn ra được những thí sinh có tố chất, phù hợp với mục đích đào tạo của từng trường, từng ngành. Cố gắng là giữ ổn định cho tất cả mọi năm, đảm bảo rằng là các đề thi của từng đợt thi có độ khó, độ phân biệt là tương đương nhau để giúp cho cái định hướng cho thí sinh cho rõ ràng. Do đó thì đề thi năm nay chúng tôi cũng thực hiện theo đúng cái nguyên tắc như thế.
Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2022 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra sáng mai, 27 tháng 3 tại đồng loạt 80 điểm thi thuộc 17 tỉnh thành phố, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có đông thí sinh nhất với gần 42.000 em. Thưa quý vị, theo Hiệp hội Nhựa Việt Nam, lượng chất thải nhựa và túi ni lông ở Việt Nam chiếm khoảng 8 cho tới 12% chất thải rắn sinh hoạt, nhưng chỉ có khoảng 12% số lượng chất thải nhựa, túi ni lông được xử lý, tái chế. Số còn lại chủ yếu là chôn lấp, đốt và thải ra ngoài môi trường. Dưới các tác động tiêu cực từ rác thải nhựa, việc áp dụng kinh tế tuần hoàn là hết sức cần thiết nhằm tái chế, tái sử dụng lượng nhựa thải ra môi trường. Không ít doanh nghiệp tại Việt Nam đã bước đầu tiếp cận kinh tế tuần hoàn như là một sự đầu tư cho tương lai phát triển bền vững của mình. Đây là sản phẩm nước khoáng thiên nhiên có vỏ chai sử dụng nhựa tái chế. Loại nhựa được tạo ra từ vỏ chai đã qua sử dụng với quy trình tái chế chặt chẽ, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn vệ sinh của ngành thực phẩm và đồ uống. Nỗ lực của doanh nghiệp nhằm góp phần giảm thiểu việc sử dụng nguyên liệu nhựa mới, tạo động lực cho các dự án phân loại, thu gom, tái chế tại Việt Nam. Với mong muốn góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong bao bì, chúng tôi cho ra mắt sản phẩm sử dụng chai nhựa được làm từ 50% nhựa tái chế. Đây là nhựa được thu gom, phân loại, làm sạch và tinh lọc để có thể sử dụng tạo ra một chai mới như thế này. Còn đây là con đường làm từ nhựa tái chế đầu tiên ở Việt Nam. Rác thải nhựa đã qua sử dụng được làm sạch, sấy khô và nghiền vỏ trước khi trộn với cốt liệu ở nhiệt độ từ 150 đến 180 độ. Ở nhiệt độ này, nhựa bị nóng chảy hoàn toàn, hòa với nhựa đường, giúp nâng cao độ bền cho con đường. Theo doanh nghiệp thực hiện, kinh tế tuần hoàn là giải pháp bền vững cho rác thải nhựa tại Việt Nam. Chúng tôi hiểu rằng mỗi cá nhân, mỗi đơn vị đều sở hữu khả năng chuyên môn tốt để xử lý vấn đề về rác thải. Tuy nhiên, điểm khó nhất là tìm cách kết nối họ để tạo thành một tập thể cùng chung mục đích ngăn chặn tình trạng xả rác ra môi trường. Tại Việt Nam, ngành công nghiệp nhựa phát triển nhanh và mạnh mẽ trong thời gian qua, nhất là với nguồn phế liệu nhựa thải lên tới 18.000 tấn mỗi ngày. Đây có thể được coi là thế mạnh để các doanh nghiệp áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái hoạt động mà chúng tôi đang hỗ trợ các cái hội viên. Nhưng cái quan trọng hơn mà Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam đang làm, VCCI đang làm, là chúng tôi định hướng cho cộng đồng doanh nghiệp hướng tới một những cái mô hình kinh doanh xanh, những cái mô hình kinh doanh bền vững để có thể ứng phó với những không chỉ đối với đại dịch mà ứng phó những cái vấn đề lâu dài hơn nữa là vấn đề về biến đổi khí hậu, vấn đề về nguồn nước, vấn đề về đa dạng sinh học, bởi vì tất cả những hoạt động của doanh nghiệp đều có thể liên quan đến những vấn đề đó. Việt Nam cũng đang thực hiện mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế tuần hoàn ngành nhựa sẽ góp phần vào bảo vệ môi trường, các doanh nghiệp cũng sẽ bớt phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Du lịch xanh là chủ đề của năm du lịch quốc gia 2022, khai mạc vào tối nay tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Sự kiện đánh dấu sự trở lại của ngành du lịch của một trong những điểm đến hấp dẫn ở miền Trung trong điều kiện bình thường mới. Trong đó, điều đáng chú ý là kỳ vọng tạo ra bứt phá được đặt vào các sản phẩm du lịch xanh phát triển bền vững. Là một trong những địa điểm tổ chức các sự kiện trong năm du lịch quốc gia 2022, du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang nằm ở khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam là điểm đến mới, gắn với thiên nhiên, đảm bảo tiêu chí xanh, bền vững, bảo tồn văn hóa bản địa. Chúng tôi đặt ra cái tôn chỉ đó là cố gắng phát huy và giữ gìn toàn bộ những cái giá trị văn hóa cốt lõi của đồng bào Cơ Tu, những cái lễ hội như là điệu múa tung tung giá giá hay là lễ hội mừng lúa mới, và bên cạnh đó thì thưởng thức những cái nét văn hóa, những món ăn ẩm thực như là rượu bon bon, cơm lam, rượu canh chẳng hạn. Qua thực tế phát triển của ngành du lịch Quảng Nam nhiều năm qua, các mô hình du lịch xanh đã tạo ra không gian trải nghiệm thú vị cho du khách, đặc biệt là thu hút rất lớn du khách quốc tế từ thị trường châu Âu. Những tour du lịch xanh tuần hoàn, tour du lịch trách nhiệm, du lịch bảo vệ môi trường đã trở thành các sản phẩm ấn tượng tại Hội An, tỉnh Quảng Nam. Du lịch là phải bảo vệ môi trường, thân thiện với môi trường, không hạn chế cái rác thải ra môi trường, và theo cái chuỗi tuần hoàn sử dụng các rác thải tái chế trở lại để thành những cái sản phẩm hoạt động trong du lịch.
Trong thời gian tới, du lịch xanh của Quảng Nam không còn phát triển tự phát mà đã có những tiêu chí được xây dựng trên cơ sở tham khảo 25 bộ tiêu chí du lịch bền vững được áp dụng trên phạm vi quốc tế và được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam. Tùy theo loại hình, các chủ đề trong bộ tiêu chí này có thể gồm quản lý môi trường chung, quản lý nước thải, xây dựng và quản lý sản phẩm du lịch bền vững. Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến, giới thiệu du lịch xanh Quảng Nam đến với bạn bè du khách gần xa. Thứ năm là ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ để thúc đẩy phát triển du lịch xanh của tỉnh. Theo kế hoạch phát triển du lịch xanh đến năm 2025, Quảng Nam đạt mục tiêu thu hút 12 triệu lượt khách tham quan lưu trú, đạt 26.000 tỷ đồng doanh thu, thu hút 23.000 lao động. Mỗi năm xây dựng ít nhất một mô hình kiểu mẫu theo bộ tiêu chí, đến năm 2025 xây dựng khoảng từ 10 đến 20 mô hình du lịch xanh. Hà Nội chính thức mở cửa đón du khách quốc tế theo lộ trình chung của ngành du lịch. Đây là điều kiện tốt cho ngành công nghiệp không khói phục hồi và tăng trưởng. Và đã có những tín hiệu tích cực được ghi nhận với lượt khách quốc tế tới các di tích nổi tiếng ngày càng tăng mạnh. Phố đi bộ Hoàn Kiếm mở cửa. Anh Edward không khỏi hào hứng khi mọi thứ đã bình thường trở lại. Giờ đây, anh và vợ của mình có thể đi dạo và ngắm nhìn thành phố về đêm. Thật là mừng khi mọi thứ quay trở lại về trạng thái bình thường. Tôi cảm thấy rất vui và hào hứng. Tôi đến từ nước Anh. Ở nước tôi, không có những phố đi bộ mang lại cảm giác như thế này. Cảm giác rất Việt Nam, một cảm giác rất Hà Nội. Di tích nhà tù Hỏa Lò là điểm đến đầu tiên của anh Alex khi Hà Nội vừa mở cửa đón khách quốc tế trở lại. Chuyến thăm này đã để lại cho anh nhiều cảm xúc. Tôi đọc rất nhiều về chiến tranh Việt Nam và nay được trực tiếp đến thăm di tích nhà tù Hỏa Lò. Tôi thấy nơi đây ghi nhận chứng tích buồn, nhưng cũng từ đây tôi thấy được người Việt Nam đã cùng nhau trong giai đoạn khó khăn, cùng nhau học tập. Hơn một tuần nay, kể từ khi khu di tích nhà tù Hỏa Lò đón khách quốc tế, lượng khách tới tham quan tăng đáng kể. Không gian tại đây cũng dần sôi động trở lại. Trước khi có dịch, khu di tích này đón khoảng 1.000 lượt khách mỗi ngày, chủ yếu là khách nước ngoài. Thì trong thời gian nghỉ thì cũng đã nâng cấp cái hệ thống thuyết minh tự động lên, thì có 7 thứ tiếng để phục vụ khách quốc tế. Thì trong 7 thứ tiếng đó thì là các cái thứ tiếng rất là phổ thông, thì khi mà khách đến của di tích thì sẽ phục vụ được chu đáo. Khoảng thời gian không được đón khách do dịch bệnh cũng đã tạo điều kiện cho ban quản lý khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám để nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mới, sẵn sàng phục vụ cho khách tham quan. Chính vì thế, ngay khi được mở cửa trở lại, Văn Miếu vẫn là điểm đến hấp dẫn với khách quốc tế. Chúng tôi cũng đã có những cái chương trình tiến hành chuẩn bị những cái nội dung cho Văn Miếu, như là chuẩn bị tổ chức để trưng bày về trường Quốc Tử Giám, hay là có những cái cuộc trưng bày, những hoạt động chuyên đề, những chương trình giáo dục tư sản để làm sao mà khi du khách quốc tế và vào thăm Việt Nam và khách tham quan nội địa của bà con người Việt của mình càng ngày càng đông lên. Mọi hoạt động của ngành du lịch đã bắt đầu khởi động trở lại. Sẽ là đòn bẩy giúp Hà Nội đặt mục tiêu trong năm nay, đó là phục vụ từ 9 đến 10 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 2 triệu lượt khách quốc tế, với tổng doanh thu dự kiến từ 28 đến 36.000 tỷ đồng.